đoạn này đối với ước muốn của dì Chính đối với con cháu sau này nó như thế nào, mình muốn làm sao, con cháu mình được làm sao, nhất là con, ai con thì nó đứa nào nó cũng lo hết, nó có hiếu chứ không phải không, cái đứa nào cũng lo, cháu cũng vậy, nó phải tôi muốn gì thì cũng được hết đó. Mà thì ý tôi là không muốn phiền con cháu gì hết, nó muốn lo làm sao nó lo vừa ý nó, chứ tôi cũng muốn phiền thì nó không bỏ, nó lo cho đủ thứ đó. Từ con tới cháu bữa nào cũng đàng hoàng, phải như người ta, coi cha mẹ trọng, ông bà trọng, chứ không phải ổn ẩu, con cháu dâu rồi cũng vậy, không có đứa nào ngỗ nghịch. Có nghĩa là đối với con cháu thì Chính rất là mãn nguyện. Đúng rồi, không có cái gì mà để lưu tâm, không có gì để phiền trách, không có làm phiền cái gì hết. À, còn bây giờ ước muốn của dì Chính đó là cái gì? Giờ tôi giờ không ước muốn gì hết, giờ tôi ngồi đây sức khỏe xin được mạnh khỏe thôi, mà không biết tới đâu hay tới đó, giờ khỏe tới đâu mừng tới đó chứ cũng không biết sao mà. À, bây giờ nói về vấn đề sức khỏe thì hiện nay dì Chính đã gần 90 tuổi rồi, nhưng mà thấy tinh thần minh mẫn, trí óc sáng suốt, thân thể thì cũng tốt. Đó là những cái bí quyết hay là những cái gì mà trong đời sống thường ngày của dì Chính đó là giữ gìn được những cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, ăn uống ngủ nghỉ ra như thế nào, truyền lại cái bí quyết đó cho con cháu nó biết, nặng nó bắt chước. Thì cái sức khỏe phải giữ gìn sức khỏe, rồi còn ăn uống không có cái gì mà cái gì cũng ăn hết, không có kiêng cữ, không có kiêng cữ cái gì hết. Nhưng mà ăn như thế nào? Ăn thì cũng vừa phải thôi chứ đâu có quá mức đâu, cái gì đó mình liệu mình ăn, chứ đâu phải như thấy bây giờ con cháu nó mua đồ gì nhiều quá, nhiều thì tụi nó ăn chứ tôi ăn vừa phải thôi. Yeah, mình phải giữ thân mình ngon thì ngon nhưng mà vẫn ăn vừa đủ thôi, ăn chút đỉnh thôi chứ không có ăn nhiều, ăn không được chứ không phải là không ăn nhiều, mà nhân vì ăn cũng phải giữ gìn cái sức của mình, liệu mà ăn quá cũng không có được. À, ăn nhiều quá không tốt, nó vừa phải thôi, nên nhiều khi nó mua đồ về nó để riết rồi nó xong rồi máu ăn, không muốn ăn làm gì ăn được, để chừng nào muốn ăn là ăn. Bây giờ là thích ăn cái gì nhất? Bây giờ hết thích ăn chắc cũng phải có chứ, không thích nữa hết rồi. Không muốn ăn gì nữa hết. Giờ có gì ăn nấy, à hễ nó mua cái gì về ăn một hai miếng thôi chứ giờ không thích nữa. Hồi xưa tưởng thích của má là thích ăn cái gì nhất? Trái cây thì thích ăn loại nào, về thịt cho cá thì thích ăn loại cá gì, thịt gì? Bán cháo lòng riết rồi chắc bây giờ thấy cháo lòng ngán không? Má nói vậy không ngán. Lâu lâu tôi cũng nấu cháo lòng cho tụi nó ăn chứ tôi đâu có chợ. Bữa nào dì Chính nấu cháo lòng cho con tôi nghe. Ồ, phải không? Dạ. Phở đồ tôi phải muốn ăn là tôi nấu chứ tôi không ăn ở chợ đâu. Dạ. Phải muốn ăn. Không, bác sĩ Út thì ổng rất là kỹ, ổng không ăn đồ ngoài chợ, nấu ở nhà ăn không à. Nhà đây, của đây, tại vì ổng nói ngoài chợ người ta nếm như thế nào nó mình không biết, thành ra chứ không có vừa ý. Dạ. Như muốn ăn cháo lòng tôi nấu cháo lòng ăn, còn hễ muốn ăn phở tôi nấu phở, hay hủ tiếu Nam Giang nấu tối rồi chiều. Nấu à. Dạ. Nấu bồn á. Vậy sướng quá, vậy anh cầm đây sướng quá, anh dạ. Đâu có được, anh đâu có được mẹ mà nấu cho ăn như vậy đâu. Bởi vì hễ mần được rồi cười mần chừng nào mần cũng được thôi, con nó làm. Dạ. Má là không làm được thì em làm. Nhưng bây giờ có thấy đường có đọc báo gì được không? Được. Mang mắt kiến đọc báo rồi hả? Kiến đọc báo được. À. Nhiều khi bỏ kiến cũng được nữa. Nhưng có thích đọc báo mỗi ngày rồi không? Ít có đọc lắm. Một ngày coi tivi bao nhiêu phút? Trời ơi, tôi nằm đó có bữa coi bữa không coi vô nghe cả. Nhưng mà mấy cái tuồng mà bây giờ nó hát phim truyện Việt Nam rất là nhiều, có thích coi mấy cái phim đó không?
thì coi phim Việt Nam đồ với tường truyện đồ đó. Dạ. Thì coi nó chưa vô nó bắt ra vô đó là tuần chuyển không rồi. Tất hồi xưa quá. Nên tôi để chưa tôi không có nằm đây. Tôi vô phòng đó, chưa đâu có ngủ. Bắt ra vô nó đài Long An rồi đó. Nó hát cùng xưa không rồi. Nên nghe thì nó. Còn ngoài này tôi không có con. Còn tối thì có phim Việt Nam. Còn phim Mỹ thì đồ nhảy nhót không. Gì mà nhảy lung tung thấy ghê quá. À, xin giới thiệu tiếp là dì Chính đây đó là mẹ của chị Kim Ngọc, nữ tài tử cải lương nổi tiếng. Dì Chính nói sơ qua về Kim Ngọc, dì Chính quan niệm như thế nào với nghề ca hát của Kim Ngọc? Giờ quan niệm sao giờ? Có nghĩa rằng là mình thấy như vậy, cái thành tích như vậy là mình dự ý đến đâu, như thế nào? Thì bây giờ nó đi vậy giờ tôi cũng rất mừng. Nó nổi tiếng rồi tôi cũng mừng cho nó. Với cháu nó cũng, con của nó cũng nối nghiệp. Bây giờ nó hiếu hiền đó. Bây giờ nó cũng nối nghiệp mẹ nó hát cũng nổi thì cũng mừng. Vậy thì đời của tôi cũng sung sướng rồi. Vậy là dì Chính là mãn nguyện rồi. Mãn nguyện có rồi. Con đi nghề ca hát. Có cháu mới nghiệp. Dạ có cháu là hiếu hiền. Cũng đi theo nghề ca hát. Đó thì cũng hài lòng rồi. Cũng như nói nghiệp cha nó đó. Dạ. Nghiệp mẹ. Thà hiếu hiền nói nghiệp mẹ, còn mẹ nó nói nghiệp cha nó. Dạ. Ổng thì hát bộ. Tôi về tôi cắm luôn cũng cho đi. Hồi đó bà không già đường tính đó, ba kể tôi bà không già đường. Dì Chính có khoái một cái vai trò nào của dì Chính không? Tù không. Nào không? Không. Không hả? Ba kể vụ không già đường tính á. Từ nay qua bên An Phú cúng miễu của anh thì cái tù hát bầu gánh. Không tù đường tính. Bầu gánh gì đây nè. Cái đa năng nỉ nói thôi giờ thím cho chú hát cái tuồng đó đi. Tôi nói hát làm gì làm. Mà hãy đỡ ghế được thì cứ hát. Còn hãy đỡ ghế không được thì thôi đừng hát. Đâu có dám cho không. Tôi nói hay hát bộ hát đồ. Từ sau không đi tổ nó hành. Tôi sợ lắm. Rồi sau này Kim Ngọc nó làm quá. Trời tôi quánh quá chừng dựng ngôi. Mà cũng không được, cũng thôi, cũng cho nó đi. Ngọc đi hát chứ bị đòn nhiều lắm. Thấy mà có may không á. Biết mùa mà mùa cấy đó là tiệm bán roi cài đó. Cái tôi mua cứ mỗi đứa cây mấy đứa là mấy cây tôi chặt làm 4 khúc. Thằng đầu cái ngọn, cái kế, quấn tới khi hết mùa. Hết mùa luôn. Hết cây rồi mày, cứ mẫu đứa một cây. Bắt cuối xuống quấn. Mà hãy mỗi lần một đứa làm vấy là tôi bắt cuối quấn hết. Tôi không có để một đứa nào. Nói chứ hồi đó con cái vậy, chắc giờ cũng được. Dạ bây giờ khó lắm. Giờ không có trị được. Giờ khó. Hồi trước nó nghe lời mình, nó sợ mình. Tới mà lúc nó đi lính nó cũng vậy. Trời ơi tôi dí nó, tôi xếp chỗ tôi dí nó chạy quá chừng. Cái rồi nói sao ở ngoài tôi không sợ ai, sao về nhà tôi sợ má tôi quá vậy. Nhất là thằng con á. Thằng bạn với... bạn với bệnh thôi. Chắc cái mèo chuột đồ xuống xách cả chỗ tôi rượt. Phim bữa nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn Chính đã thực hiện được cái cùng phim này rất là mỹ mãn. Và ngày mai là có cái dĩa để cho dì Chính xem. Để luôn còn cháu có cái dĩa để coi.